Gautam Adani, người châu Á đầu tiên từng giàu thứ hai thế giới. Thời gian gần đây, Gautam Adani, cha đẻ của đế chế Adani Group, đã trở thành cái tên khá nổi bật trong làng tỷ phú khi ông trở thành người châu Á đầu tiên có mặt trong top 2 người giàu nhất thế giới với khối tài sản gần 150 tỷ đô. Để đạt được thành tích đó, Gautam Adani đã có hành trình làm giàu suốt nhiều thập kỷ. Thậm chí ông đã liều lĩnh từ bỏ đại học để tìm đường thành công cho riêng mình. Bỏ học để tự tìm con đường thành công. Gautam Adani sinh ngày 24 tháng 6 năm 1962 tại Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ. Gia đình ông tuy kinh doanh nghề may nhưng không mấy khá giả vì quá đông con. Dù vậy, ngay từ nhỏ, Adani đã thừa hưởng máu kinh doanh của gia đình. Ông thường đem kẹo và giấy đến trường để bán lại kiếm lời. Trong một chuyến tham quan cảng Kandla, bang Gujarat, Ấn Độ, do nhà trường tổ chức, cậu bé Adani đã bị choáng ngợp bởi quy mô khổng lồ của nó. Thế là cậu tự hứa với bản thân rằng một ngày nào đó sẽ xây dựng một cảng biển có quy mô tương tự. Sau khi tốt nghiệp trung học, Gautam Adani quyết định theo học ngành thương mại tại Đại học Gujarat. Tuy nhiên, sau 2 năm học, ông đã quyết định bỏ học để tìm con đường kinh doanh của riêng mình. Trong một dịp tình cờ, Adani nghe nói phía tây thành phố Mumbai có vùng ngoại ô Borivali sầm uất. Thế là vào năm 1978, ông đã quyết định đến đây với hy vọng tìm kiếm vận may, dù khi đó chỉ có vài trăm rupee trong túi. Ở Borivali, Gautam Adani xin vào làm ở một tổ máy phân loại kim cương tại công ty Mahindra Brothers. Sau vài năm, ông đã có đủ số vốn để thành lập công ty môi giới kim cương của riêng mình tại thành phố Mumbai sầm uất. Nhờ việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió nên mới chỉ 20 tuổi, Gautam Adani đã kiếm được hàng triệu đô la trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Đến năm 1981, người anh trai Mansukhai Adani đã mua một công ty nhựa ở Ahmedabad và nhờ Gautam Adani làm quản lý. Sau tất cả, Gautam Adani đã từ bỏ việc kinh doanh kim cương để trở về giúp đỡ anh trai. Công ty nhựa chính là cầu nối để Gautam Adani biết đến con đường giao thương toàn cầu. Thời gian đó, ông đã đi khắp thế giới, từ Trung Quốc tới Hàn Quốc và các nước châu Âu để nhập khẩu nhựa PVC, qua đó giúp công ty của anh trai ngày càng phát đạt. Bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Sau một vài năm, khát khao làm chủ đã không ngừng thôi thúc Gautam Adani làm nên điều gì đó to lớn hơn. Năm 1988, ông nghỉ việc ở doanh nghiệp của anh trai và đứng ra thành lập doanh nghiệp của riêng mình mang tên Adani Exports. Công ty này ban đầu chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng nông nghiệp và năng lượng. Adani Exports cũng chính là tiền thân của tập đoàn Adani Group. Năm 1991, Gautam Adani và Adani Exports đứng trước một cơ hội lớn khi Ấn Độ bắt đầu công cuộc cải cách kinh tế. Với sự nhạy bén của mình, Gautam Adani đã nhanh chóng mở rộng mô hình kinh doanh sang sản xuất và truyền tải điện. Ngoài ra, ông còn mạnh dạn mở rộng sang ngành kinh doanh và khai thác than, phân phối khí đốt, thăm dò dầu khí. Năm 1993, Gautam Adani nắm được thông tin chính quyền bang Gujarat muốn mời các công ty tư nhân điều hành cảng Mundra. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để hoàn thành ước mơ mà mình hằng ấp ủ, nên Gautam Adani đã rất quyết tâm giành được hợp đồng này. Và trải qua nhiều vòng đấu giá thương thảo, thì cùng đến năm 1995, Gautam Adani đã lấy được hợp đồng về tay mình. Mọi hoạt động của cảng này được công ty cảng và đặc khu kinh tế Adani, Access, mà ông sở hữu đứng ra quản lý. Dưới sự điều hành của ông Adani, cảng Mundra dần trở thành cảng tư nhân lớn nhất Ấn Độ, với khả năng xếp dỡ gần 210 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Nhớ lại quãng thời gian ấy, Gautam Adani chia sẻ rằng có hai bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Đầu tiên là năm 1988, khi chính phủ nới lỏng cơ chế giấy phép nhập khẩu thông thường không hạn chế, tự do, công khai, OGL cho người dùng thực tế. Nhờ đó tôi bắt đầu nhập khẩu nguyên liệu thô, polymer và bắt đầu kinh doanh. Bước ngoặt thứ hai đến vào năm 1995, khi chúng tôi quyết định tham gia vào lĩnh vực cảng biển. Đây là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm xây dựng tài sản cho tập đoàn của chúng tôi. Tiếp tục có những bước đi táo bạo. Chưa hài lòng với những gì mình có, Gautam Adani tiếp tục bành trướng hoạt động kinh doanh của mình. Năm 1996, ông quyết định lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh điện năng với việc thành lập công ty Adani Power. Với một nhà máy nhiệt điện có công suất 4.620 MW, Adani Power
hiện là nhà sản xuất nhiệt điện và điện mặt trời tư nhân lớn nhất Ấn Độ. Không những thế, Gautam Adani còn tiến hành thâu tóm các doanh nghiệp nước ngoài. Theo đó, Adani Group đã mua lại thành công mỏ than Cameco ở Queensland và cảng Abbott Point ở Úc trong thời gian 3 năm, từ 2009 đến 2012. Tập đoàn của ông hiện cũng đang trong quá trình hoàn tất việc mua lại nhà sản xuất xi măng Thụy Sĩ Holcim Group chi nhánh Ấn Độ với mức giá 10,5 tỷ đô. Thương vụ này khi thành công sẽ giúp Adani Group trở thành nhà sản xuất xi măng lớn thứ hai Ấn Độ. Dù không có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, Gautam Adani và tập đoàn Adani vẫn tham gia nhiều cuộc đấu thầu và giành chiến thắng. Tháng 9 năm 2020, Adani Group đã thành công mua lại 74% cổ phần của sân bay quốc tế Mumbai, sân bay bận rộn thứ hai của Ấn Độ. Từ đó, Adani Group đã trở thành nhà điều hành sân bay tư nhân lớn nhất Ấn Độ. Một trong những lĩnh vực trọng tâm mà Adani Group đang theo đuổi là năng lượng tái tạo. Năm 2021, Gautam Adani cam kết sẽ đầu tư 70 tỷ đô la vào năng lượng xanh để trở thành nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất trên thế giới. Ông hiện đang huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thực hiện cam kết này. Ông Adani phát biểu tại Hội nghị Kinh tế Ấn Độ hồi tháng 4 2022. Sự kết hợp của năng lượng mặt trời, năng lượng gió cùng với hydro xanh mở ra một chân trời mới cho Ấn Độ. Tham vọng của vị tỷ phú Ấn Độ vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Adani Group cho biết đơn vị truyền thông của họ sẽ mua phần lớn cổ phần của New Delhi Television Limited, NDTV, một trong những tập đoàn truyền thông đa nền tảng nổi tiếng nhất Ấn Độ. Việc mua lại NDTV đánh dấu một cột mốc quan trọng của chúng tôi nhằm mở đường cho các phương tiện truyền thông đa nền tảng thế hệ mới, với vị trí hàng đầu về tin tức và phạm vi tiếp cận đa dạng và mạnh mẽ trên các thể loại và khu vực địa lý. NDTV là nền tảng kỹ thuật số và phát sóng phù hợp nhất để thực hiện theo tầm nhìn của chúng tôi, ông Sanjay Pugalia, người phụ trách lĩnh vực truyền thông của Adani Group cho hay. Vậy là từ một công ty xuất nhập khẩu quy mô nhỏ dưới bàn tay của Gautam Adani, thì Adani Group nay đã là một tập đoàn lớn với 7 thành viên trụ cột, bao gồm Adani Enterprises, kinh doanh bao trùm hầu hết các lĩnh vực của tập đoàn, Adani Green Energy, năng lượng tái tạo, Adani Ports and SEZ, cảng biển và logistics, Adani Transmission, truyền tải và phân phối điện năng, Adani Total Gas, phân phối khí đốt, Adani Power, nhiệt điện, Adani Wilmar, dầu ăn và thực phẩm. Ngoài ra, tập đoàn Adani còn hoạt động trong các lĩnh vực khác như bất động sản và dịch vụ tài chính. Từng là tỷ phú giàu thứ hai thế giới. Với những thành quả đạt được thì ông Gautam Adani đã ghi tên mình vào danh sách tỷ phú thế giới từ 2008 với khối tài sản hàng chục tỷ đô la. Thế nhưng, tên tuổi của ông Adani mới thực sự được biết đến rộng rãi khi ông trở thành người giàu nhất châu Á vào tháng 2 năm 2022 với khối tài sản hơn 90 tỷ đô. Đặc biệt, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2022, khối tài sản của Gautam Adani đã tăng tới 60,9 tỷ đô, nhiều gấp ít nhất 5 lần so với mức tăng tài sản của bất kỳ tỷ phú nào khác trong bảng xếp hạng của Bloomberg Billionaires Index. Hiện tại, tài sản của Gautam Adani đã lên tới gần 130 tỷ đô, giúp ông gia nhập câu lạc bộ 100 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí, đã có khoảng thời gian ông trở thành người giàu thứ hai thế giới với khối tài sản gần 150 tỷ, chỉ sau tỷ phú Elon Musk, theo bảng xếp hạng của Forbes. Trong một bài phỏng vấn với báo chí, tỷ phú Gautam Adani nói rằng có một câu thần chú dẫn đường cho ông đi tới thành công, đó là tăng trưởng cùng lòng tốt, growth with goodness. Chính vì lẽ đó mà ông luôn tâm niệm rằng việc làm giàu sẽ phải luôn song hành và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Có lẽ vì vậy mà suốt nhiều năm qua, Gautam Adani đã chi rất nhiều tiền cho công cuộc xây dựng đất nước Ấn Độ. Đầu tiên, ông đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của bờ biển của Ấn Độ bằng cách xây dựng một chuỗi các cảng và trung tâm dịch vụ hậu cần hiện đại. Tiếp đó, ông cũng tăng cường an ninh năng lượng của đất nước và giảm thiểu sự phân chia thành thị nông thôn bằng cách cung cấp điện cho hàng trăm triệu người sống ở vùng nội địa của Ấn Độ. Đặc biệt, ông Gautam Adani cũng quan tâm tới vấn đề an ninh lương thực. Vì thế, ông đã cho xây dựng một chuỗi cung ứng nông nghiệp hiện đại và trao quyền cho nông dân. Và sau tất cả, ông đã góp phần tạo ra hàng chục nghìn công ăn việc làm ở quê hương, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị ở Ấn Độ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!